Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3331 đáng ghét. Anh ta thở dài, nói, bác sĩ Đường, thật xin lỗi anh. Nói xong, anh ta tránh sang một bên. Thấy Viêm Lang thần quân tránh lui, mấy người trong quân diệt ma đang bảo vệ Đường Tuấn nhìn nhau, cũng đều tránh sang một bên, đứng cùng với Viêm Lang thần quân. Mấy người cũng không dám đi nhìn thẳng vào Đường Tuấn, cúi đầu xuống. Huyết Thương Khuynh quá đáng sợ. Anh ra khiến toàn bộ quân diệt ma dập tắt ý chí chiến đấu, lập tức phản bội Đường Tuấn. Đường Tuấn thở dài, cũng không trách được mấy người Viêm Lang thần quân. Dựa vào tình huống này, ai cũng như vậy thôi. Loại người sống chết vì một người xa lạ dù sao cũng chỉ là thiểu số. Huyết Thương Khuynh thấy vậy, không nhịn được mà cười lớn, ha ha ha. Đây chính là diệt ma quân sao, một đám tham sống sợ chết. Mấy người bao gồm cả Viêm Lang thần quân cũng cúi đầu. Cơ thể A Bảo biến lớn hơn, khom lưng đứng bên cạnh Đường Tuấn, lùi từng bước về phía sau. Một con chó hoang cũng dám cản tôi sao? Huyết Thương Khuynh khinh thường nói. Anh ta đấm ra một đấm, đánh A Bảo bay mấy chục thước, tiếng xương cốt gãy vang lên. A Bảo. Đường Tuấn nằm sấp trên lưng A Bảo, trong lòng không đành lòng. A Bảo nôn ra một ngụm máu tươi, khinh bỉ nhìn đám người Viêm Lang thần quân nói, khuyển gia tôi không giống bọn họ. Tên nhóc họ Đường, nếu là khuyển gia tôi không chết, cậu phải tìm vài bảo vật trời đất để bồi bổ cho tôi, nếu không tôi sẽ rất thiệt thòi đấy. Nó vừa nói dứt câu, máu trên người A Bảo trào ra xôi xa, quấn lấy nó và Đường Tuấn. Một người một chó hóa thành một luồng huyết quang, lao thẳng về phía vực sâu của khe phong ma. Đáng ghét. Huyết Thương Khuynh tức giận quát lên, đấm ra một đòn kinh thiên động địa. Đòn đánh với tốc độ cao, nhưng vẫn không đuổi kịp tia huyết quang kia. Anh cố ý. Huyết Thương Khuynh vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía mấy tên ma thần và đám người Viêm Lang thần quân, thấp giọng nói, bắt lấy bọn họ, tuyệt đối không để họ chạy thoái khỏi khe phong ma. Anh ta vung tay bắn vài luồng sáng màu đen vào cơ thể đám người Viêm Lang thần quân cảnh cáo, đây là tử linh quang của cổ ma tộc chúng tôi. Các anh nếu không tuân theo lên của tôi, kết quả các anh tự biết rồi đấy. Hắc hắc, nếu để tôi cho tên kia chạy thoát khỏi khe phong ma, quay về quân diệt ma cáo trạng các anh. Mấy người Viêm Lang thần quân đồng loạt run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng lời Huyết Thương Khuynh cũng làm khiến họ tình ngộ. Sau khi họ đã chọn phản bội, họ không còn sự lựa chọn nữa. A Bảo, chạy bên này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3332 Đường Tuấn cũng nằm trong lỗ lớn. Đường Tuấn nắm thật chặt lông của A Bảo đích lông, chỉ về một hướng. Sắc mặt A Bảo biến đổi nói, nơi đó là nơi sâu hơn cả khe phong ma, còn nguy hiểm hơn gấp chục lần chỗ chúng ta đang đứng, cậu thực sự muốn đi hướng đó. Ánh mắt Đường Tuấn đông cứng lại nói, hiện tại bọn họ nhất định đang vây hãm tấn công chúng ta, không thể để cậu kéo dài trong tình trạng này được. Nếu như trốn ra bên ngoài, còn có chút hy vọng chạy thoát cho cậu. Thà như vậy, còn không bằng cố gắng đánh hết mình. Hướng anh chỉ chính là nơi anh cảm nhận được hỗn độn thần văn. A Bảo im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trong trạng thái thi triển bí thuật, tốc độ của A Bảo cực nhanh, nhanh chóng đã vượt qua khu vực bên ngoài 100 cây số, lao đến nơi sâu hơn trong khe phong ma. Sau khi bay một lúc, cảnh tượng xuất hiện trước mắt một người một chó không còn là một khi rừng vong linh, mà những ngọn núi chất đống các bạch cốt. Mỗi ngọn núi chất xương trắng cũng cao gần trăm thước, tàn hồn oán linh còn sót lại bay lượn trên bầu trời, phát ra âm thanh đáng sợ. Từng luồng lực lượng mạnh mẽ phát ra từ núi xương. Đáng sợ hơn là không thể nhìn thấy tận cùng của những núi xương này, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một khoảng mênh mông màu trắng. A Bảo cùng Đường Tuấn đều sửng sốt. Nhiều xương trắng như vậy từ đâu? Những ngọn núi xương trắng này có từ bao giờ? Có người ngoài xông vào. Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng lớn vang lên. Một ngọn núi xương dựng lên. Những xương trắng đó tập hợp lại tạo thành tay và chân. Rất nhanh, một người khổng lồ xương trắng cao hơn 300 mét xuất hiện trước người đàn ông và con chó. Ngoại trừ hai con mắt màu đen, toàn thân người khổng lồ xương trắng đều là màu trắng. Trên tay còn cầm một chiếc búa xương trắng. Chiếc búa bằng xương trắng bất chợt đập xuống. A Bảo vội vàng tránh sang một bên,
Uy lực của tên người khổng lồ xương trắng mạnh mẽ đến mức kinh người, sức mạnh của chiếc búa không yếu hơn bao nhiêu so với một đòn của huyết thương khuynh. Với pha né tránh này, tốc độ của A Bảo quá nhanh, không khống chế được phương hướng, nó đâm thẳng vào một ngọn núi xương trắng khác. Vô số xương trắng văng tung tóe, núi xương trắng bị đập ra một cái lỗ lớn. Hai người A Bảo và Đường Tuấn nằm trong cái lỗ đó. Máu trên cơ thể của A Bảo hoàn hoàn biến mất, nó biến thành một con chó nhỏ bình thường. Chương 3333 chẳng nhẽ là do tên đó. Anh vẫn còn tỉnh táo, chỉ có thể cường chế thu nhập một chút sức mạnh, mở ra nhẫn không gian, lấy một ít tiên dược cho A Bảo. Sau khi làm xong những việc này, Đường Tuấn thả mình nằm trong cái lỗ. Đan hoàn thần bí trong cơ thể anh vẫn trong trạng thái tĩnh, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục được. Đường Tuấn tự cảm nhận được tình cảnh của chính mình, kinh ngạc cực điểm. Lúc này tiểu thế giới của anh biến mất hơn một nửa, nửa còn lại gần như biến mất. Sao có thể như thế được? Đường Tuấn cười khổ. Đan hoàn thần bí đã biến đổi từ tiên quang bị cấm, anh hiểu biết quá ít về nó, lúc này tình huống mà anh lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Mà anh đã bất lực. Sự thay đổi này rốt cuộc tốt hay xấu, anh cũng không biết. Anh chàng này. Ngay lúc này, Đường Tuấn cảm nhận được có điều gì đó bất thường ở đâu đó trong tiểu thế giới. Trước Hận Thiên đã hôn mê, Đường Tuấn đã đặt anh ta vào tiểu thế giới của anh và không quan tâm đến ông ta. Nhưng lúc này Hận Thiên đang lơ lửng trong tiểu thế giới còn lại của Đường Tuấn, phát ra từng đợt sóng. Sự biến động này mang theo một ý cảnh, sau đó chịu ảnh hưởng từ tiểu thế giới của Đường Tuấn, bị tan rã với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Chẳng nhẽ là do tên đó. Đường Tuấn cười khổ. Một hành động vô ý này đã thực gây ra thảm họa nha vậy. Bây giờ anh muốn đưa ngay Hận Thiên ra khỏi tiểu thế giới của anh cũng rất bất lực. Tất cả những gì anh có thể làm là đợi thay đổi kết thúc. Sau khi Đường Tuấn và A Bảo đập ngọn núi xương trắng này, ngọn núi xương trắng này cũng run rẩy. Sau đó Đường Tuấn cảm thấy bản thân mình đột nhiên dâng lên. Ngọn núi mà họ đang ở biến thành một người khổng lồ xương trắng. Vị trí hiện tại của A Bảo chính là lồng ngực của người khổng lồ xương trắng. Mặc dù sức mạnh của người khổng lồ xương trắng rất mạnh mẽ, nhưng dường như lại không thông minh, cũng không phát hiện Đường Tuấn cùng A Bảo. Minh Tư, anh ồn ào làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Người khổng lồ xương trắng khẽ quát lên, tay cầm một thanh đại đao xương trắng, đánh nhau với một người khổng lồ xương trắng khác. Đùng đùng đùng. Trận chiến giữa hai người khổng lồ xương trắng rất khốc liệt mà thô sơ, chúng đang chém nhau. Nhưng sức mạnh bộc phát đủ làm một người đạt cảnh giới thần quân trung kỳ. Chương 3340, còn có đan hoàn thần bí. Hai tên người khổng lồ xương trắng tựa hồ không biết mệt mỏi, đánh nhau mấy nghìn chiêu. Âm thanh nổi kinh thiên động địa điếc cả tai. Đường Tuấn đang quan sát cuộc chiến đấu này từ trong ngực của một trong hai tên người khổng lồ xương trắng. A Bảo đã tỉnh lại, tinh thần không được ổn định nên nó nằm dưới chân anh. Mặc dù nó bị trọng thương, nhưng lúc này ánh mắt vẫn nhìn thẳng người khổng lồ xương trắng, miệng cùng chảy đầy nước miếng. Tên này lại dám tơ tưởng đến người khổng lồ xương trắng. Đường Tuấn nhìn cảnh này cũng không nói. Cái lỗ lớn mà họ trốn vào là do xương trắng tạo thành, lúc A Bảo mới tỉnh dậy còn muốn gặm hai miếng, nhưng nó lại bị Đường Tuấn ngăn cản. Bởi vì anh sợ nó làm kinh động đến chủ nhân cái hố, và người khổng lồ xương trắng khác. Nhưng A Bảo tên này vẫn không buông tha. Lúc hai người khổng lồ xương trắng đang chiến đấu, một người một chó cũng bình thức lại khả năng động. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hành động mà thôi, không thể chiến đấu được. Vết thương của A Bảo nằm ngoài dự đoán của Đường Tuấn, kinh mạch trong cơ thể nó tê liệt khá nhiều, nếu như không kịp thời chữa trị, có thể sẽ ảnh hưởng việc tu luyện sau này. Tên nhóc họ Đường, cậu thế nào rồi? A Bảo hỏi. Đường Tuấn lắc đầu cười khổ nói, toàn bộ tiểu thế giới ngay cả Hận Thiên cũng biến mất rồi. Trong cơ thể tôi không có chút sức mạnh nào. Lúc này anh thật biến thành một người bình thường, trong cơ thể trống rỗng, pháp lực, thần niệm đều biến mất. Lúc này ngay cả nhẫn không gian anh cũng không thể mở nói. Không, còn có đan hoàn thần bí. Đan hoàn thần bí lẳng lặng trôi lơ lửng trong đan điền của anh, chỉ là nó không hề bạo động. A Bảo há hốc mồm,
Trong nháy mắt nó cũng không biết nói gì, cuối cùng nó không thể làm gì hơn ngoài an ủi anh, ít nhất cậu còn sống. Người bình thường tiểu thế giới bị phá hủy, họ chắc chắn sẽ chết. Cậu còn sống nên vui mừng đi. Không có sao, tu vi của cậu giá tôi hồi phục, tôi sẽ bảo vệ cậu. Khóe miệng Đường Tuấn giật giật, mặc dù là lời an ủi nhưng nghe sao lại lạ lùng như vậy. Hai tên đầu to này thật sự có thể đánh nhau. A Bảo lẩm bẩm. A Bảo nhìn hai người khổng lồ xương trắng đánh nhau, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nó quan sát cái hố lớn. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nó, anh cũng chẳng biết được nó đang suy nghĩ gì. Chương 3335 các người là ai? Những đường này tạo thành một bức vẽ rất phức tạp, thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt di chuyển theo đoạn đường. Mặt Đường Tuấn lộ ra sự kinh ngạc. Anh đứng cạnh hòn đá trước mặt, nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên đó lẩm bẩm, tảng đá này sẽ không phải là tim của người khổng lồ xương trắng. Anh phát hiện mỗi một lần người khổng lồ xương trắng tấn công, ánh sáng nhạt trên hòn đá lập tức sáng lên, thật sự giống như trái tim đang đập. Mặc dù anh đã mất hết sức mạnh của mình, nhưng tầm nhìn của một bác sĩ anh vẫn còn. A Bảo nghe vậy, không khỏi nuốt nước bọt, trong ánh mắt nó hiện lên một tia sợ hãi nói, không thể nào. Xương trắng thành người, hắc thạch làm tim. Điều này nghe hơi đáng sợ. Đúng hay thử một chút sẽ biết. Đường Tuấn híp mắt lại. Anh chỉ vào phía trên bên trái của hắc thạch nói, cậu tấn công chỗ đó xem thử thế nào. A Bảo bày ra một bộ mặt đau khổ, vẻ không tình nguyện nói, tên nhóc họ Đường, cậu cùng đừng hãm hại tôi. Yên tâm đi, không chết được đâu. Ánh mắt của Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào hắc thạch. Hôm nay anh mất đi sức mạnh, không thể làm gì hơn ngoài việc để A Bảo đi thực nghiệm ý tưởng này. A Bảo hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn bắn một phát ma lực về vị trí mà Đường Tuấn chỉ. Bởi vì tất cả lo lắng, A Bảo đã kiểm soát được lượng ma lực ở mức yếu nhất. Nhưng lúc ma lực chạm vào hắc thạch, người khổng lồ xương trắng bên ngoài lập tức kêu giống lên, rung chuyển dữ dội. Nếu không phải Đường Tuấn gắt gao nắm lấy A Bảo, e rằng hai người cũng sẽ bị hất ra. Sau một lúc lâu, người khổng lồ xương trắng bên ngoài mới bình tĩnh lại. Nhưng cái hố trong động lại không bình thường lại được. Các người là ai? Một âm thanh giống như ma quỷ vang lên. Đường Tuấn và A Bảo nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắc thạch. Thanh âm lại từ trong hắc thạch truyền đến. Giả thần giả quỷ dọa cậu ra tôi à, xem tôi có đánh nát ông không? Chương 3336 A Bảo bày ra bộ dạng than khóc. Lúc nghe thấy âm thanh từ hắc thạch truyền đến, anh cũng đã đoán được khả năng này. Trước đây có linh hồn bị nhốt trong cây, bây giờ có linh hồn bị nhốt trong hắc thạch cũng không kỳ quái. Hay các người là chủ nhân của phong ma à? Đường Tuấn hỏi. Âm thanh run rẩy trong hắc thạch nói, đúng vậy. Dường như ngay cả khi nhắc đến bốn chữ chủ nhân phong ma đó khiến họ rất sợ hãi. Chủ nhân của phong ma rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ ma tộc đến đây là muốn làm gì? Trong đầu Đường Tuấn hiên ra từng câu hỏi. Nếu xu hướng này tiếp tục, chỗ sâu hơn của khe phong ma có thể giam cầm nhiều linh hồn mạnh mẽ hơn. Toàn bộ khe phong ma, chính là một tòa linh hương, một nơi giam cầm những linh hồn. Nghĩ tới đây, Đường Tuấn cũng cảm nhận một luồng khí lạnh từ xương cụt bốc lên, khiến cả người anh cứng đờ. Lúc này, bên ngoài vang lên một loạt âm thanh như xé gió. Sau đó một giọng nói trầm vang lên, tìm, cho tôi tìm. Tôi không tin bọn họ có thể trốn bao xa. Huyết Thương Khuynh đuổi đến. Đường Tuấn và A Bảo đi đến rìa lỗ thùng, họ nhìn xuống dưới, đúng lúc họ nhìn thấy Huyết Thương Khuynh đưa theo mấy tên ma thần xuất hiện ở núi xương trắng. Bọn họ thấy hai người khổng lồ xương trắng đang đại chiến, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vẫn chậm chậm tìm kiếm ở bên trong. Sức mạnh của người khổng lồ xương trắng ngang bằng với người đạt cảnh giới thần quân trung kỳ. Mặc dù mấy tên ma thần rất kinh ngạc, nhưng chúng vẫn hề sợ hãi. Tên nhóc họ Đường, chúng ta nên làm thế bây giờ. Nếu để bọn họ phát hiện chúng ta, cẩu ra tôi cũng không bay được nữa đâu. A Bảo bày ra bộ dạng than khóc. Đường Tuấn im lặng một lúc, cuối cùng quay về bên cạnh hắc thạch, trầm giọng hỏi, ông không phải có thể khống chế tên người khổng lồ xương trắng. Hắc thạch im lặng, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Cho đến lúc Đường Tuấn lên tiếng muốn để A Bảo đánh nát hắc thạch mới lên tiếng nói, có thể.
Bản thân người khổng lồ xương trắng cũng có linh chi nhất định, nhưng tương đối thấp, tôi có thể ảnh hưởng anh ta. Đường Tuấn nói, được, bảo tên người khổng lồ xương trắng tấn công những người bên ngoài đó. Giọng nói trong hắc thạch nói, thực lực của bọn họ mạnh hơn tôi không đánh lại bọn họ. Nếu cơ thể người khổng lồ xương trắng bị phá hủy, sau đó tôi sẽ tan vào mây khói. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía lỗ thủng trong ngoài núi xương vô tận kia, lạnh lùng nói, vậy thì thức tỉnh các bạn của ông đi. Hắc thạch im lặng một lúc, cuối cùng nói, được rồi. Trong mắt Đường Tuấn lộ rõ vẻ sát khí. Chu dù không thể nào giết chết được mấy người huyết thương khuynh, anh cũng phải khiến những người ấy trả giá. Hơn nữa Đường Tuấn cảm giác nơi sâu hơn của khe phong ma sẽ nguy hiểm hơn, lúc này đúng lúc có thể làm suy giảm thực lực của đám người huyết thương khuynh. Chương 3337 bọn họ không còn có thể giễu cợt nữa. Huyết thương khuynh vá mấy tên ma thần đang đi qua từng núi xương, dùng thần niệm quét sạch khắp nơi. Bọn họ rất cẩn thận, không dám dùng qua nhiều sức mạnh. Chỉ là người khổng lồ xương trắng ngu xuẩn mà thôi. Huyết thương khuynh đại nhân, chúng ta có phải đang cẩn thận quá mức hay không? Có một tên ma thần nhìn hai tên khổng lồ xương trắng chỉ chiến đấu với nhau bằng cách nguyên thủy nhất, anh ta không kiềm chế được chế nhạo nói, loại người khổng lồ xương trắng tôi dùng 3 phần sức mạnh cũng có thể hạ được. Đám ma thần khác cũng đều kết hợp hoan nghênh. Huyết thương khuynh hừ lạnh nói, bảo các anh cẩn thận thì cẩn thận đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì. Nơi này là nơi ngay cả đại ma thần cũng không dám khinh thường, các người chết cũng đã chết, nếu phá hỏng chuyện của đại ma thần, các người chắc hẳn đã biết được hậu quả rồi chứ. Đám ma thần đồng loạt dùng mình, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Gừ gừ gừ. Ngay lúc này, một trong hai tên khổng lồ xương trắng đáng chiến đấu bỗng nhiên ngửa đầu gào lên. Thanh đại đao xương trắng chém xuống mặt đất như một cơn gió cuốn. Tên ngu ngốc này điền rồi sao? Thấy cảnh này, mấy tên ma thần châm chọc nói. Nhưng một lúc sau, tất cả lời nói của bọn họ đều không kịp nuốt vào. Trong mắt họ, từng ngọn núi xương trắng nối tiếp nhau đứng dậy như thể chúng được triệu hồi bởi một thứ nào đó. Từng người khổng lồ xương trắng giống như những trụ mọc sừng sững giữa trời đất. Trong mắt của đám người huyết thương khuynh đã không thấy được màu gì khác, chỉ thấy được một màu trắng bất tận. Mỗi một người khổng lồ xương trắng trong tay hoặc là cầm chiếc gậy xương trắng to lớn hoặc cầm một cái giáo xương trắng, tràn đầy sát khí. Đã có vài ma thần hai chân bắt đầu đã run rẩy, không thốt ra một câu hoàn chỉnh, cái này là cái gì? Bọn họ không còn có thể giễu cợt nữa. Phải biết sức mạnh chiến đấu của mỗi một người khổng lồ xương không yếu hơn là mấy so với người tu hành đạt cảnh giới thần quân trung kỳ là bao nhiêu. Nhiều người khổng lồ xương trắng như vậy, không cần biết chúng phép thuật và chiêu thức tinh vi gì, chỉ cần cho một người bọn họ một đòn, cũng khiến họ lãnh đủ. Huyết thương khuynh đại nhân, chúng ta phải làm gì đấy? Lúc này, bọn họ bị người khổng lồ xương trắng bao quanh tứ phía. Trong cuộc tìm kiếm vừa rồi, bọn họ đi khá sâu vào trong. Từng người khổng lồ xương trắng chắn ngang đường của bọn họ. Chương 3338 chúng ta cũng đi thôi. Một giọng nói vang lên giữa những người khổng lồ xương trắng. Là con chó kia. Trong mắt huyết thương khuynh hiện ra sát khí ngút trời, thần niệm quét khắp 4 phương. Nhưng lúc này 4 phía đều bị người khổng lồ xương trắng vây quanh, trên người những tên khổng lồ xương trắng này tỏa ra sát khí ngút trời. Trong nháy mắt huyết thương khuynh lại không tìm được nguồn âm thanh. Ầm ầm. Trong lúc huyết thương khuynh còn đang tìm nguồn thanh âm, một người khổng lồ xương trắng gần bọn họ nhất đã đánh cho bọn họ một gậy. Mấy tên ma thần giống như bị giật mình, đứng được ở đó không nhúc nhích. Huyết thương khuynh không khỏi giận dữ, đấm thẳng vào xương trắng bên cạnh, đồng thời nổi giận mắng các người đang làm gì đấy. Mấy tên ma thần lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cung kính nói. Huyết thương khuynh đại nhân, không phải anh bảo chúng ta không được động đậy sao? Huyết thương khuynh nghe xong, anh ta phát điện. Mấy người này chỉ số thông minh cũng kém, vừa rồi còn không biết xấu hổ khinh bỉ người khổng lồ xương trắng. Anh giận dữ hét, mẹ nó, trốn cho ông đấy. Cố gắng hết sức mà trốn. Anh vừa dứt lời, từng chiếc gậy khổng lồ bằng xương trắng nện xuống ầm ầm. Một tên ma thần tới không kịp né tránh, lập tức bị đập hộc máu trọng thương. Khốn kiếp! Huyết thương khuynh giận dữ. Anh ta lại bị một con chó tính kế.
anh bắt lấy tên ma thần bị trong thương đó, theo sau anh ta là những người khác bỏ chạy như những con ruồi không đầu. Quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, đáng chết. Người ngoài. Nhưng người khổng lồ xương trắng phát ra những tiếng gầm gừ, đồng loạt tấn công về phía huyết thương khuynh. Mặc dù tu vị của huyết thương khuynh cao thâm, nhưng đối mặt nhiều người khổng lồ xương trắng như vậy, anh ta cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đoàng. Một chiếc gậy dài xương trắng đánh vào người của huyết thương khuynh, khiến sắc mặt của huyết thương khuynh tái nhợt đi. Nhưng huyết thương khuynh cũng không hề dám đánh trả. Không chỉ là huyết thương khuynh, nhưng tên ma thần ít nhiều cũng đã bị thương. Trong khoang ngực của một người khổng lồ xương trắng trong số đó, Đường Tuấn và A Bảo nhìn đám người huyết thương khuynh liệu mạng bỏ trốn, trên mặt không khỏi nở một nụ cười châm biếm. Chúng ta cũng đi thôi. Đường Tuấn đối với A Bảo đạo. A Bảo run giọng nói, tên nhóc họ Đường, cậu còn muốn tiếp tục tiến về trước sao? Bây giờ họ thậm chí chưa biết đi đâu trong khe phong ma, họ đã gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái đáng sợ như vậy. Chương 3339 đây là nơi nào? Nếu tiến vào sâu hơn, A Bảo cảm giác tim mình sẽ chịu không nổi. Đường Tuấn nhìn về phía xa nói, có lẽ nơi đó sẽ có cách khôi phục tu vi của tôi. Bây giờ anh cần có tu vi mạnh mẽ hơn. Nếu để người khác biết anh chỉ là một người bình thường, không chỉ là anh, sợ rằng trái đất e rằng cũng sẽ gặp phải đại họa. A Bảo thở dài nói, được rồi, tôi sẽ tin cậu một lần. Nghe thấy Đường Tuấn và A Bảo con muốn tiếp tục đi tiếp, giọng nói trong hắc thạch vô cùng sợ hãi, từ chối lia lịa. Nhưng tính mạng nó bây giờ đang nằm trong tay Đường Tuấn, cuối cùng nó cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Trong số người khổng lồ xương trắng đuổi giết đám người huyết thương khuynh. Một người khổng lồ xương trắng lặng lẽ rời đội, hướng về phía người lại. Huyết thương khuynh bén nhạy thần niệm lập tức chú ý đến cảnh này, nhưng sau lưng anh ta là một đống người khổng lồ xương trắng, khiến anh ta không đuổi theo được. Đáng chết! Sau khi mắng xong, huyết thương khuynh lại tiếp tục chạy thoát thân. Đường Tuấn và A Bảo ngồi trong lồng ngực của người khổng lồ xương trắng, chỉ nghe thấy tiếng chạy rầm rầm của người khổng lồ xương trắng, nền đất khẽ run lên. Người khổng lồ xương trắng chạy rất lâu, trong tầm mắt họ chỉ tầm là núi xương trắng. Ngọn núi xương này khổng lồ đến mức khó tưởng tượng được. Đường Tuấn đứng trước hắc thạch, quan sát những đường vân trên hắc thạch. A Bảo lại nhàm chán nằm sấp, nghỉ ngơi lấy sức. Không biết chạy trốn trong bao lâu, người khổng lồ xương trắng bỗng nhiên ngừng lại. Đường Tuấn và A Bảo đồng loạt sực tỉnh, đến chỗ rìa lỗ thủng, nhìn ra bên ngoài. Một người một chó bị cảnh tượng trước mặt làm cho sốc đến mức không nói được gì. Núi xương trắng đã biến mất hoàn toàn. Một thác nước rộng lớn từ trên đỉnh đầu hai người đổ ầm ầm xuống, phá vỡ xung quanh. Trước mặt đám người Đường Tuấn là một hồ nước rộng mênh mông. Mà dưới đáy thác nước có một chiếc hang sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Chỉ liếc mắt nhìn, dường như nó cũng sẽ nuốt trọn linh hồn của con người vào trong đó. Cơ thể cao lớn của người khổng lồ xương trắng trước thác nước này trông như một con kiến hôi. Thác nước được nhìn thấy bên ngoài khe phong ma, lúc này Đường Tuấn bọn họ đang đứng dưới chân thác nước. Chương 3340 đừng hòng. Đường Tuấn và A Bảo xuống từ cái lỗ trong lồng người khổng lồ xương trắng, đường trên mặt đất cạnh hồ. Họ quay đầu lại nhìn, vẫn có thể thấy dãy núi màu trắng vẫn cách đó không xa. Đó là tầng tầng lớp lớp những ngọn núi xương trắng. Linh hồn trong cây ở lớp ngoài cùng, khu giữa núi xương trắng và mặt hồ trước mắt. Đường Tuấn hơi chấn động. Đồng thời anh cảm nhận được hỗn độn thần văn càng ngày càng mãnh liệt, cảm xúc ấy chỉ về phía nơi hang động sâu thăm thẳm kia. Lúc này, Đường Tuấn cũng do dự. Anh có nên tiếp tục đi về phía trước hay không? Lúc này trạng thái của anh kém đến cực điểm, nếu còn tiếp tục đi tiếp, tỷ lệ anh bỏ mạng rất lớn. Lúc này tên người khổng lồ xương trắng quỳ rạp ra đất, dựa vào hành động này anh không thể dựa vào nó để xuống dưới được. Anh nhìn về phía A Bảo, trong lòng thở dài. Phía trước quá nguy hiểm, anh càng không muốn liên lụy đến nơi. Tên nhóc họ Đường, cậu không phải vẫn muốn đi tiếp sao? A Bảo đón ánh mắt Đường Tuấn, nó không nhịn được mà hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, tôi cảm nhận được gì đó trong hang động phía dưới kia. A Bảo không nói gì rất lâu, cuối cùng nói phun ra một câu, cậu điên rồi sao? Hắc hắc, lại vẫn có người dám xông đến đây ư?
Ngay lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Cơ thể của Đường Tuấn và A Bảo run lên, đồng thời bọn họ xoay người lại. Một ông lão mặc một thân hắc bào, khuôn mặt già nua chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người. Trên người ông lão không hề tỏa ra chút khí nào, nhưng lão ta lại khiến cho người khác cảm thấy lão ta coi thường tất cả các sinh linh, giống như những người khác trước mắt lão ta chỉ là con kiến hôi mà lão ta tiện tay là có thể giết chết. Tâm trạng của Đường Tuấn thay đổi thật nhanh, nói với giọng thất thanh, ông là đại ma thần của cổ ma tộc. Hai con mắt ông lão sáng lên, tóe ra hai luồng ô quang, cười nói, không sai. Lão ta nhìn từ đầu đến chân Đường Tuấn nói, cậu chính là bác sĩ hướng dẫn mới của diệt ma quân Đường Tuấn. Tôi không ngờ cậu có thể sống mà đến được tận nơi này, cậu thật sự khiến tôi giật mình đấy. Đám huyết thương khuynh phế vật này lại không thể giết được cậu. Đường Tuấn muốn di chuyển, nhưng anh lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích nổi. Hết tập 181.